nay mình lên cho anh em cái máy cúp 90 có đời, máy đời cao 201 cho anh em. Máy của tháo xe Honda Saban nội địa, chắc máy là zin vip đẹp. Máy này nguyên zin bao đủ thứ cho anh em, ba anh em là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, bao nổ, bao im, bao không giọng hú. Máy bình xăng con Boe lưỡi trâu thì máy mình bán cho anh em với giá là 11 triệu 500 nha. Anh em nào chốt thì cứ alo mình. Đây, chắc máy zin đẹp vip bao đủ thứ, ba anh em thầy thợ test nha. Và cộng full mọi chức năng nha, không có cái càng nha anh em. Cái càng là cái càng, nếu anh em mua là mình bán cho anh em giá là 200 nha, càng 8 lỗ một giây. Máy rất là đẹp nha, anh em nhìn là biết rồi. Rất là đẹp. Máy tình trạng là bao nổ bao im cho anh em nha. Máy này mã đầu là GB5 nha anh em. Máy này mã đầu GB5. Máy zin đẹp hết nha anh em. Đây, nằm trên con 2.1 nha. 90 2.1. Bao đủ thứ cho anh em. Chắc máy rất là đẹp. 11 triệu 500 nha, máy bình xăng con của em. Đây, test nổ cho anh em luôn. Số có đề cực đẹp giá 11 triệu 500.